Hello, xin mến chào cả nhà. Liên đang nấu cà ri cả nhà, cà ri gà đó. Gà này là gà mình mua gà thả vườn, ở bên này cũng có gà thả vườn nha cả nhà, rất là ngon. Chứ không phải gà Mỹ nha. Gà Mỹ nấu cà ri nó không có ngon. Cả nhà thấy không? Mình đang xào sơ cho nó săn cái thịt lại đó. Rồi mình mới bỏ đồ vô. Xào sơ với củ hành nè, củ hành phi nè, tỏi nè, với lại sả nè đó, xào sơ ngon cả nhà ha. Nấu cái nồi bự quá, bún luộc sẵn luôn nè. Giờ nấu cà ri lên ăn. Gà này nấu mau chín luôn cả nhà ha, mau chín lắm. Ở bên đây thì mình hôm nay mình nấu có củ môn nữa cả nhà, mình cho thêm mấy cái củ môn nữa cho nó cái nước. Mình nghe người ta nói mình chưa có nấu củ môn bao giờ cả nhà, nhưng mà mình thấy người ta nói nấu củ môn mới là nó ra cái nước nó sạch sạch nó ngon. Còn bên đây là mình nấu củ cà rốt nè, củ cà rốt với lại củ khoai lang. Bên này có khoai lang này không cả nhà, khoai lang đỏ không, nấu với nước dừa cốt rồi nữa. Mình mua nước dừa cốt rồi sẵn hết, nước dừa cốt mình nấu một bình nước dừa cốt bự vậy nè. Chứ nếu thiếu nước thì mình nấu thêm tí xíu nước dừa tươi nữa, sữa luôn đó, mình nấu đầy đủ hết cho ngon cái nhà ha. Cái nồi cà ri cả nhà nó bự quá trời bự luôn cả nhà ha, bự quá. Tại vì mình nấu tới 2 con gà cả nhà, rồi thêm cái khoai khoai lang với cà rốt nó quá nhiều nữa cả nhà biết không? Khoai lang với cà rốt nhiều quá nữa nè, thấy không, quá trời luôn. Cho nên là mình phải nấu cái nồi bự vậy đó nó mới mới hết. Mình quay cái gì mình làm cái gì thì mình quay up lên. Rồi anh chú anh chị cô chú với bạn với các em các bạn nào đó có đi ngang qua thì ghé ghé xem ủng hộ ha, thì mình làm cái gì mình quay cái đó thôi. Ở cả nhà ngon. Gà này hả, biết sao đi mua gà thả vườn đó, nó hơi mắc một chút cả nhà nhưng mà nó ngon. Chứ gà gà Mỹ nó cũng có, nhưng mà điều nó dĩ nhiên là nó không ngon bằng 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 gà thả vườn á, cũng ngon lắm. Nhưng nó sắc lại rồi mình chế nước dừa vô, cho nước dừa vô, nước dừa mình nấu nước dừa cốt luôn cả nhà, dừa cốt. Ok, bây giờ nó sắc cái gà lại rồi cả nhà, cho nên là mình sẽ đổ nước dừa vô. Bún mình luộc sẵn rồi cả nhà ha, nó sắc lại rồi, ngon quá trời cả nhà ha, vàng ươm ngon ghê đó. Giờ mình sẽ đổ nước dừa vô, dừa này dừa cốt mình mua mấy bình này 1 lít đó cả nhà. 1 lít thì cái này 1 lít nó bán, cái này nó bán 1 lít nước dừa này hình như 3 đồng mấy hay sao mình nhớ gì. Mua tại mua nhiều thứ đồ không có biết nhớ chính xác nhiêu, mình như 3 đồng mấy 1 lít nước dừa cốt mà không thấy thấm đâu hết cả nhà thấy không. Tại mình nấu cái nồi này hơi nhiều, tới 2 con gà lận mà đó. Không sao, chút mình có mua thêm dừa tươi cả nhà, chứ mình không có chế nước lạnh ha. Đó mình chế vô cái màu, mình bỏ thêm cái màu gì đây cả nhà, kêu bằng cái màu gì, màu gì mà cái trái màu mà cái gốc cái gì đó, dầu 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 hột dầu điều, đúng rồi, hột dầu điều á. Mình có bỏ thêm muỗng vô nữa cho nên cái màu nó quá ngon cả nhà ha. Cái màu cũng đẹp đó, mình cho nó lúc lúc vậy cho nó thấm đi, cho nó thấm xong một chút nữa mình sẽ cho nó rút vô cái gà cho nó ngon đó. Rồi chút xíu nữa mình chế thêm nước dừa tươi á, mình có mua thêm bình lít nước dừa tươi nữa, với lại mình sẽ chế thêm sữa vô nếu mà nó thiếu. Ngon quá cả nhà ha, rất là ngon. Bún cũng luộc xong luôn rồi, tranh thủ lúc mình đang chờ cái nồi cà ri á cho nó thấm, mình tâm sự nhiều chuyện chút với cả nhà. Tại vì mình cũng thấy nhiều anh chị làm YouTube á, mà nói là làm YouTube mà không không có được, không có tiền á, thì mình sẵn đây mình cũng muốn tâm sự với cả nhà chút về vấn đề làm YouTube mấy tháng của mình.
Mình tính ra là mình làm tới nay 5 năm tháng mấy, 6 tháng gì đó cả nhà. Thì số lượng của mình đăng ký, người đăng ký xem của mình thì ít rồi, chẳng hạn như video mình up lên không có đều, rồi mỗi video mình up lên đó thì khán giả vô, người xem vô coi nhiều, nhưng mà đa số là xem ít giờ quá, chẳng hạn như vô xem có một chút thì xem nữa, rồi hoặc là có quảng cáo đó thì lại không có xem hết quảng cáo giùm, thì dĩ nhiên là chủ kênh không có nhiều tiền trong quảng cáo đâu cả nhà ha. Chứ đối với mình á, thì mình mới làm, nhưng mà thật ra số tiền quảng cáo của mình ít á, nhưng mà mình coi lại trong những cái video mình làm đó thì mình thấy quảng cáo của mình YouTube cho rất là nhiều trong quảng cáo nha cả nhà. Mỗi cái video của mình tới ba bốn cái quảng cáo chèn vô thì thật ra không có ít đâu, nhưng mà tại vì số lượng người xem bên mình á, thì đa số là mình thấy cái quảng cáo á, xem thì chắc là xem nhiều quảng cáo cho mình, cho nên là mình cũng có tiền YouTube rồi chứ không phải là không có cả nhà ha. Thì ít hay nhiều gì thì khi mình được việc làm đối tác của YouTube thì mình phải có tiền quảng cáo thôi, cho nên là khi mình đã có rồi thì mình phải cố gắng ha, làm việc gì cũng vậy, mình trước tiên mình phải có đam mê, cả nhà thấy đúng không? Trước tiên mình phải có đam mê rồi mình cần theo cái sự cố gắng nữa, thì cái công lao của mình cũng sẽ được đền đáp lại thôi, dù ít hay nhiều thì cũng phải được các cái nhà ha. Chứ mình thấy nhiều anh chị đang than vãn là làm bây giờ thì làm kênh bây giờ thì video ít tiền quá này kia, nhưng mà thật ra thì mình muốn nhắn nhủ với mấy anh chị mà hiện tại chưa có được quảng cáo đó thì cũng cố gắng hắn, đừng có gì vậy mà nản chí ha. Thì mình làm theo cái mức độ của mình, chẳng hạn như mình làm theo cái cá thể của mình, một người làm thôi thì mình không có đầu tư gì quá nhiều trong video, thì mình chia sẻ được với cả nhà cái gì đó thì mình cảm thấy chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ, thì khi mình đã làm đối tác rồi thì mỗi cái video của mình bắt buộc phải có quảng cáo thôi, thì ăn thua còn phụ thuộc vào số lượng của người xem của mình nữa. Người xem của mình nếu người ta chịu khó xem video giùm mình, quảng cáo giùm mình, người ta xem hết đó, thì dĩ nhiên trong video đó dù ít người đi chăng nữa nhưng mà số lượng quảng cáo xem hết thì nó cũng bù lại, cũng sẽ có tiền cả nhà ha. Cho nên mấy anh chị mà chưa được việc quảng cáo thì xem được video này của Liên ấy, thì cũng ủng hộ khích lệ tinh thần cho mấy anh chị ha, để mà đừng có nản chí, mình làm thì mình vì cái sở thích của mình thôi, cũng giống như vợ chồng của mình á, Liên với Alex làm video là trước tiên là gì Liên cảm thấy Liên thích làm video để quay lên, mình cảm thấy cái gì mình chia sẻ được với cả nhà thì mình chia sẻ, rồi sau đó sau này á, nếu mình có già đi mình cũng có được những thước phim làm kỷ niệm của mình, rồi ít nhiều gì mình cũng có được tiền của quảng cáo từ YouTube mở quảng cáo lên cho mình, thì mỗi ngày chút chút thì mình kênh của mình nhỏ thì mình sẽ kiếm cái số tiền ít ít thôi cả nhà, nhưng mà lâu lâu thì nó cũng sẽ được nhiều thôi. Chứ Liên thì không có nản chí ha. Nếu mà nói nản chí thì ở nước ngoài mà làm ít tiền, mỗi cái video ít tiền thì Liên không có làm, nhưng mà tại vì mình cảm thấy thích thì mình làm thôi, đừng có quá đặt nặng cái vấn đề là mỗi tháng mình phải gom được bao nhiêu tiền, phải có bao nhiêu tiền từ cái YouTube của mình, thì nếu mình đặt vấn đề đó nặng quá thì nó sẽ khó cả nhà ha. Mình cứ làm đi, làm theo cái niềm vui của mình sở thích của mình làm, mình up lên đều đều video vậy đó cả nhà, thì sẽ có thôi, chứ không có phải là không có như như những anh chị mà nói là làm bây giờ thì không có tiền hoặc là làm ít tiền quá ha. Không có tiền cũng phải có lý do, mà làm ít tiền cũng phải có lý do cả nhà ha. Trước tiên thì mình cứ vững tin đi, mình làm theo cái sở thích của mình, những cái gì mình cảm thấy chia sẻ đúng hoặc là chia sẻ theo cái gì đó nó hay hoặc nó đúng thì mình cứ chia sẻ thôi. Thì mình nhận về bao nhiêu là tùy thuộc vào những cái số lượng anh chị mà vào xem video của mình nữa. Thì Liên cũng mong là những anh chị xem video thì ủng hộ cho những người làm phim giống như mình ha. Thì ít nhiều gì mình vô mình xem thì mình ủng hộ người ta một cái quảng cáo thì người ta cũng vui vậy thôi. Với lại số lượng mà mình xem của người khác rồi người khác xem lại cho mình đó, thì tại vì chắc có lẽ là bây giờ nhiều người làm YouTube quá cả nhà biết không, nhiều người làm quá, mà khi người ta đã làm á, nhiều người làm á, thì dĩ nhiên là cái gì nó cũng sẽ
không có còn được được mà hot như hồi đó nữa. Thì bởi vậy cho nên mình cũng phải hiểu ở cái điểm đó nữa cả nhà ha. Mình phải hiểu được cái điểm đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, nhiều người làm quá là nếu như mà người ta vô người ta xem cho mình á, thì đa số là cũng cũng nhiều người người ta cũng làm bên YouTube, cho nên là nhiều khi người ta cũng có thời gian xem cho mình nhiều, cho nên là số lượng quảng cáo thì nó cũng có nhiều là như vậy cả nhà ha. Thì Liên trong lúc chờ làm đồ ăn thì Liên tâm sự với cả nhà một chút, hy vọng là anh chị mấy bạn mấy em mà chưa có được dịp quảng cáo đó thì mình cũng vững tin lên đi mình làm, tại vì ít nhiều mình cũng bỏ một thời gian rồi mình làm. Lúc mà trông chờ được việc đó mình rất là trông luôn đúng không cả nhà, cho nên là khi mình được việc rồi thì người ta chỉ cho mình làm đối tác rồi, cái phần mà kiếm được nhiêu tiền là do mình thôi. Thì đó, Liên muốn muốn tâm sự với cả nhà chút xíu vậy ha. À, giờ mình bỏ cà rốt với lại củ môn vô trước, nãy giờ giờ mình bỏ luôn củ lan vô luôn cả nhà, cho củ lan nó ra cái nước đó, nó ngon, để giúp cái mình nêm nếm sơ lại nữa. Gà thì mau chín cả nhà ha, ba cái ly ghim này nó lâu chín rồi chứ gà nó mau chín, vậy cho nên là mình phải bỏ này vô để chút gà nó, mà gà này mình mua gà thả vườn á, cho nên là nó cũng dai hơn là gà gà Mỹ, cũng đỡ. Đó, rồi cà ri. Chiều nay ăn cà ri với bún. Cà ri gà với bún ngon cả nhà ha. Hồi trước mình nấu gà Mỹ cả nhà, gà gà thà gà Mỹ cho nên nó mềm quá. Nó mềm quá mình ăn mình thấy nó không có ngon. Tại hồi xưa mình ở bên Việt Nam mình ăn gà gà thả vườn á, mình thấy gà thả vườn nấu cà ri nó ngon hơn. Đó, giờ mình bỏ vô vậy cái mình để đây chút xíu. Chừng cỡ nửa tiếng nữa cái khoai củ rồi này nó ra nhừ hết. Em chín cái mình nêm lại cái ăn thôi à, ngon quá cả nhà ha, rất là ngon. Cái màu nó đẹp là tại vì mình bỏ thêm cái màu 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 điều hoặc hoặc dầu điều gì đó cả nhà, cho nên nó ngon này, cái nước nó ngon ha. Thịt quá trời luôn, tại hai tới hai con gà lận, hai con gà cho nên là thịt nhiều, ăn với bún luôn. Ok, thì trong lúc mình nấu ăn thì mình cũng nói chuyện tâm sự với cả nhà nãy là vấn đề về làm bên YouTube rồi ha. Thì rồi cái mặt mình nó tròn do, tròn như là cái bánh bánh tiêu vậy đó. Mình qua bên Tây 10 năm cả nhà, nó không dư được gì, dư khoảng cỡ 10 kg thịt đó cả nhà. Mà nay là mình ăn rau bớt không mà nó mập lên cỡ gần 10 kg. Hồi bên Việt Nam mình có 46 47 kg là mập nhất á. Mà qua bên đây bây giờ lên tới 5 6 5 7 kg luôn, quá trời mập, mặt tròn do luôn đó nha. Mà không sao mập, nhưng mà miễn sao sức khỏe nó tốt là mình chỉ mong sức khỏe tốt thôi. Nãy giờ mình nấu đồ ăn mình nói chuyện với cả nhà một chút rồi thì ok, Liên cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem cái video hôm nay của Liên, vừa nấu cà ri gà nè, vừa tâm sự với cả nhà về vấn đề mình làm video như thế nào ha. Liên thì Liên chỉ cố gắng quay video cho nó đừng có bị giật, nó đừng có bị xấu video quá thì cả nhà coi nó sẽ bị mỏi mắt rồi này kia, nó không có tốt thôi. Bây giờ Liên phải tắt video tại vì nếu mà nói nữa nó quá dài luôn cả nhà, nó dài lắm chứ mình cũng nhiều chuyện để mình nói. Bây giờ mình nói trước ống kính, mình cứ ngày nào mình cũng suy nghĩ là mình đang nói chuyện với các anh chị mà vô xem video của mình đó, cho nên mình cũng nói nhiều lắm. Nhưng mà phải tắt video tại nó dài quá, mình up lên nó rất là cực luôn nha, lâu lắm. Ok, Liên máy bay cả nhà nha, chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye bye.